Con xây đó đi. Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Bữa nay là 26 Tết, gia đình mình cũng sắp xếp để mọi người chuẩn bị cái buổi tiệc tất niên 2023. Bây giờ thì cũng tầm 4 giờ chiều rồi cả nhà. Thì tiệc tất niên hôm nay thì mình sẽ ăn buổi tối. Bây giờ mình làm khi nào xong thì mẹ cũng có rủ mấy gì. Cha thì bạn của cha nếu mà có rảnh hồi nãy có nói cha rủ bạn lại để mà chung vui cái bữa tất niên chung với gia đình mình. Thì giờ gia đình mình tập trung lại nấu, nướng xong rồi mình sẽ nhập tiệc ha. Ủa bà lẻo bà. Chỗ bữa nay Út giới thiệu rượu cái cây. Bữa nay gia đình mình ăn tất niên, bữa nay cũng là 26 Tết rồi. Như hàng năm thì năm nào cũng vậy. Thì Băng cũng có chuẩn bị một số món để gia đình mình tụ họp lại đó. Thì ăn uống cũng như là liên quan cuối năm luôn. Thì bữa nay thì cũng Băng sao ta? Bà biết bữa nay bao thầu nhưng mà gọi là không có tốn tiền nào phải cả nhà. Bữa nay có người chị người cô gửi quà cho gia đình một thóm quê hương. Đây là quà của chị Mỹ Anh Lê nè, chị Mỹ Anh order về Việt Nam giao lại nhà mình ba con gà ủ muối nè. Cái này là muối chấm ha anh Quân. Muối chấm, muối chấm mới giao lại sáng luôn đó, mẹ khui ra. Cái này là nước chấm của món gì ta? Gân bò hay gì? Này của gân bò ha. Hai chai nước chấm là hai nước chấm của gân bò. Đây, hai củ gân bò nè. Rồi với lại tráng miệng thì mình có xoài thái dẻo. Quà thì mình mới nhận hồi sáng luôn đó. Bữa nay ăn luôn cho nóng. Rồi đây là phần tôm, tôm của bà nội Putin gửi qua. Đơn vị là đến từ U Minh Thượng. Rồi. Còn bên đây là đơn vị của TH Anh Tiến. Còn này Út, xoài Út đi bẻ. Xoài này của Úc à? Xoài này của Úc nha. Xoài này xoài Úc chứ không phải xoài Việt Nam à? Chứ không phải xoài Mỹ nha. Rồi rau thì của chị Ly nè, mình có mua thêm một ít. Rồi Băng cũng có nhận được một phần quà của người cô ở bên Pháp, cô Hương á, có gửi tiền đi chợ cho gia đình mình làm cái bữa tiệc của hôm nay. Rồi không thể thiếu là rượu hết không? Giờ Út giới thiệu rượu giùm con đi. Ở đây thì có cái phần chai rượu này là của bên đơn vị vận chuyển mà mình gửi hàng đi nước ngoài cho bà con nè. Đơn vị Tín Phát có gửi cho phần quà trong đó có chai rượu. Hôm nay thì mình sẽ lấy ra để gia đình mình thưởng thức chung. Còn chai rượu này là của anh Tiến đem về đâu cũng lâu lâu hả anh Tiến? Đúng rồi, không phải lâu. Dạ. Còn cái chai rượu này thì cũng là một cái kỷ niệm của một người chị gửi tặng cho gia đình mình cũng hơn một năm rồi. Bữa nay mình sẽ khui ra luôn ha. Rồi bây giờ Út có ý kiến gì không? Mình làm đấy, làm gọt mình làm để mình nấu đấy. Sao Út bữa nay nói chuyện mà cũng cầm cặp vậy? Thưởng thức cũ hả Út? Ủa chi bắt lần 2 rồi nghe. Dạ. Rồi giờ thì gia đình mình mỗi người một tay để làm cho kịp khách mời lại. Bữa nay hoành tráng quá mà. Họ thấy không tốn tiền là phải phái. Người miền Tây cái gì không tốn tiền là phái hả? Rau cũng vào hồi trưa cũng đi băng đi nhổ của chị Ly hết mớ nữa nè. Để em đặt rau cho. Hồi nãy thì có một cái món là mình chưa giới thiệu nha. À đây, món này là em chưa giới thiệu. À món này là quên. Thì em quên là quên giới thiệu món này. Món này là thịt trâu. Mẹ cũng có trần á. Trần rồi chút xíu nữa mình hầm xả. Vậy là cái này là món lẩu nè. Món chính nè. Lẩu thì mình có rau nè. Sáng mình đi chợ đó. Có mua đọt bầu nè. Rau tà lách nè. Còn cải thì băng nhổ bên nhà chị Ly. Quá trời hoành tráng lắm mình. Thì cái xoài này á là một chút nữa mình sẽ bầm ra, mình trộn với lại tôm khô. Mớ tôm khô này nhà bán cũng có chừa lại một ít để Tết gia đình thưởng thức chung. Chứ tính là hồi nãy lục lục ra không biết còn không, nó hút bán hết trơn. Bữa nay thức ăn ngon, rượu ngon nữa, uống say hả ta? Say không Út? Say. Rượu bữa nay không biết uống ngon hay không chứ say là Út nói là sẽ say rồi đó. Say rồi. Dạ. Rồi, đúng chính nè. Chính hả? Dạ, dạ. Dạ. Làm gỏi mà mình ăn cái xoài này nó mới đúng, nó mới chua, có cái độ chua nó mới ngon. Năm nay do là hai đứa chưa có thời gian sắp xếp để ra nhà ở cả nhà. Hồi năm gọi ví dụ như là chưa có bán khô mắm, bán cà phê thì hai đứa ra tới lui ở nhà rồi dọn dẹp nhà trước. Còn năm nay là gia đình cũng mới nghỉ nhận đơn hàng đó.
người đâu đâu chưa có kịp để mà ra gạch giá dọn dẹp, thành ra là giờ gia đình mình tổ chức sớm, xong rồi Quông với Băng với cô Tin sẽ ra nhà ngoại để dọn dẹp chuẩn bị đón năm mới. Tại vì dọn nhà thì mình sẽ dọn luôn những cái gì mà nó cù cặn út, ví dụ như trong tủ lạnh mà bia đồ dư á con cũng dọn luôn, mà mình nên dọn không hết. Không biết là có nên rủ Út ra dọn tiếp cái tủ không? Trời, Út vừa tính nói đó. Tao cũng xong việc rồi đó. À, ngon. Anh Tiến đồ, tại vì trong tủ thì cũng không nhiều đâu, 5-70 lon thôi. Có gì lại dọn tiếp em, để em kêu anh Khải đồ. Này im mà Tiến à. Út đập cho đạt, chạy về đó. Dạ. Rồi mỗi lần ra thì bán khô đó, cũng đem ra ít khô này khô kia, còn trong tủ cũng nhiều lắm. Mình dọn cho xong ha. Để chìa khóa đi Út, còn khô là tôi lấy tôi ăn. Hợp lý. Vậy là năm nay có Út rồi dọn là tiếp đỡ rồi Băng ơi. Dọn xong đi ra coi Băng mua đồ luôn. Dạ. Yeah. Nhưng mà dọn dẹp nhà xong mới tới dọn tủ nghe Út. Đúng rồi, ok. Dọn xong mở tủ ra không có gì chân chữ thứ quắc luôn. Không Út, bảo đảm không Út ra đâu. Không có trong tủ cũng có mồi nhậu rồi, bảo đảm luôn. Vậy nó chắc đúng không anh đi? Cái nồi nước này nãy giờ là mình bắt sẵn rồi, mình bỏ xả vô cho nó ra nước xả. Bây giờ chị Ly nấu nha. Bây giờ mình cho bắp vô. Cho bắp với thịt trâu vô. Củ cải đỏ, củ cải trắng là chừng nào mà thịt trâu nó bắt đầu gần mềm mềm vừa ăn đó mới bỏ vô. Bắp này ninh ve cho nó ngọt hết. Số lượng thịt trâu mình mua là đâu đó 4kg rồi đó. Hết trơn cái gỗ đó. Bữa nay mọi người tập trung ăn cho nó, đồ ăn cho nhiều lên mới hết nổi. Nhiều lúc này cầm nặng tay luôn. Quá trời. Đậy nồi luôn. Cứ ngắt nồi luôn rồi. Cứ ngắt nồi luôn đó. Bây giờ mượn cha là lắc xê mấy chai rượu. Cái chai này là tên gì cha, đọc tiếng Anh cái cha. Cái này sao không biết. À, con đọc đây cái gì à, Cachapon. Cha cười. Cái này 4.3. 4.3 hả? 14. 14.3. Cái này 40. Cái chai này con thật sự là con nghe người ta nói nhiều Chivas 12, 18 rồi nhưng mà chưa uống. Để bữa nay uống thử. Ủa không, mình cứ tưởng 18 đi kiếm hoài chai 18. Dạ. Con này giống như con này 40 luôn. 40 độ thôi. Bây giờ mình lắc xe trước đi, chút nữa không đủ đồ lạnh á, mình bỏ vô cái thùng đá mình lắc tiếp. Tủ bữa nay trống quá hả? Trống quá, tủ này để bia đồ vô thôi chứ. Này còn mấy cái hũ rau muống của mẹ nè, mắm tép hết trơn rồi. Còn mấy hũ mắm thái. Còn bên đây là đựng mấy cái đồ mà còn thiếu một chút. Sao con bữa nói đóng hàng mà chống tủ đưa bia vô mà cháu chưa thấy bia vô không? Phải giống. Cha nghe coi thường cho người đúng tiếng. Anh Quang nói giống á là Út bán tươi khô tiếp của con đi. Và chuyện nào cái tống cái tủ chống nhiều là để cho bia bích lên cho giờ cái tủ gì nè. Cái tủ con mới rửa bữa nay là con chuẩn bị con bỏ bia vô đó. Lấy hộp. Nào mình bán mình sẽ hai tủ nó sạch trơn rồi cả nhà. Qua Tết là nhập đồ mới lại hoàn toàn. Mai nhập bia vô đi. Mai nhập bia. Nhập khô. Dạ. Năm nhập khô, 4 năm nhập khô đi rồi 6 người ta chưa bán. Dạ. À, quên nữa, thì sẵn đây Út nói con mới nhớ. Tức là hai đứa sẽ nhận lại đơn hàng của bà con mà thân thương mà ủng hộ gia đình đó. Là bữa mùng 6 Tết mình sẽ làm lại hả bà? Đúng, mùng 6 Tết làm lại. Thì cả nhà mình thông cảm, có những cái đơn hàng mà cận Tết quá Quông với Băng không có nhận đơn hàng bà con được đó. Thì nhu cầu bà con sử dụng sau Tết nếu mà còn đó, thì liên hệ lại với Băng. Băng sẽ gửi cho bà con mình ha. À, mùng 6 Tết mình sẽ ghi lại những cái đơn hàng mới cho bà con. Mình sẽ cập nhật giá mới lại để gửi cho bà con mình. Sau Tết là giá cả nó sẽ khác. Trong Tết thì lúc nào gì đồ nó sẽ cao hơn cao hơn giá Tết. Dạ. Bữa nay hai siêu đầu bếp Nam sẽ đảm nhiệm món tôm nướng. Tôm U Minh nhúc. Tôm U Minh rồi. Dạ. Ở đây mới biết làm chứ nó không biết làm đâu. Là chạy trong ngoài không hả? Dạ. Chỉ biết làm gà làm vịt thì ok chứ nấu này kia phải. Cái than này nãy mình thấy nhiều nè, nướng này mau chín lắm. Nhanh lắm. Chở chở liền tiếp rồi. Chở đi một cách cho. Chưa đâu. Đó, đỏ liền rồi. Nói chứ chưa đâu. Nó có cái vỏ mà. Mình lột ra mình ăn bình thường. Chở đi. Có cái đồ gấp cái dễ chở. Cái đũa.
Anh Tiến là bữa nay vui với gia đình xong rồi sáng mai cũng còn công việc. Công việc. Dạ. Anh em mà đi làm công ty thì gì cả nhà, thường thì mấy cái ngành hàng như cái anh Tiến nhập là khoảng 28 mới được nghỉ hả anh Tiến? Đúng rồi, 28 hết ngày 28. Dạ. Hồi nãy anh Tiến vừa về thấy anh Tiến mở laptop ra là mình thấy mình cảm giác như mình ngán, mình nhớ lại nghề hồi xưa. Ngán. Ngán liệt luôn. Dạ. Nhưng mà cái gì cũng vậy. Mình không thể quyết định được mọi thứ đâu anh Tiến. Chính xác. Như giờ như ví dụ như Út nè, Út nó không có vợ thôi nhưng mà thật ra nhiều khi 1-2 năm nữa biết đâu cái duyên nó tới rồi, nó cũng mình không có biết trước được. Cái xoài này mà lúc bầm ra mà đừng có nhìn thẳng vô nó nha. Nhìn thẳng vô nó là nói chuyện không bao giờ được nha. Đảm bảo cả nhà luôn á. Ly ánh mắt đi chỗ khác đi ha. Ừ. rất là khó chịu luôn cả nhà. Mà tại vì cái loại xoài này là xoài hôi, nó ăn sống nó có vị chua, mình làm gỏi mới ngon. Cái mấy xoài ghép bây giờ làm gỏi nó không có đúng điệu. Nhà mình ở cái bên nhà có kìa, nhưng mà này nãy Út phải chạy xuống giường á. Mấy bẻ nè. Mấy trên xin cái hộp. Hay. Dù qua quá vậy nó xài. Chị Ly năm nay chỉ còn lau cửa đồ nữa là xong hả chị Ly? Ừ, chị còn lau cửa nữa. Cửa là anh cải đảm nhiệm. Lại trên cao, leo trèo cho anh để anh lau. Dạ. Mà được gắt cái cửa tiệp tiệp mà bụi coi. Dạ. Lau luôn. Gạch đồ em làm cũng trùng lắm mà. Nó không có bị dơ. Được cắt nhà là tính rồi hết trơn hả? Vậy hai đứa đi suốt rồi hả nhỉ? Đi suốt, ước chút cũng đi suốt. Sau này quay chia sẻ YouTube này thì mới ở nhà mẹ. Chứ chút đi hoài, đi viện nhiều. Bây giờ ít đi được một chút. Nhưng mà nếu hai đứa có tiền cũng gán làm xiên cắt cái nhà dưới quê để ở gần với mọi người. Ở quê chứ. Tại bây giờ là thấy công việc mình càng ngày dần dần nó thay đổi, thời thế nó thay đổi. Rồi tập trung nhiều hơn ở đây quê. Sau dịch nên công việc mọi người là đều có sự thay đổi hết. Cho nên là cũng có ý định là về quê sống hết chứ. Tại vì chưa. Chừng nào chị Ly cho mượn tiền cắt nhà là cắt. Cô giáo. Vậy chắc không bao giờ cắt được luôn. Bỏ cái này là mình gọi là không tin tưởng nhau hay là sao mà nói vậy? Không giờ cắt được luôn. Chờ luôn chỉ là cho mượn là chết luôn á. Thịt cũng bắt đầu lại vừa mềm mềm rồi. Chị cho củ cải trắng với củ cải đỏ vô. Thấy tới đây là thấy muốn được ăn rồi ha. Chừng nào củ cải đỏ củ cải chín nó mềm vừa ăn là chín rồi đó. Năm nay cái dạng sứ của mẹ chưa có kinh nghiệm, thành ra là cái bông nó cũng chưa có chỗ điều Út. Nó bị sâu á. Dạ. Nó bị sâu mình sẽ biết. Vì mình phải làm năm rút nghiệm được. Nhưng mà Út biết năm nay trước cửa nhà mình có cái hàng bông trang quá trời đẹp. Quá đẹp. Bà con mình ở video trước mình cũng chạy xuống nhà thờ để mà mình mua bông nữa cả nhà. Đây là cái đường trước cửa nhà mình nè. Quá trời bông trang. Năm nay là đỏ gực luôn. Ừ con ăn đi. Thơm vậy? Thơm không? Thơm. Thơm, thơm, thơm. Mọi luôn, hơi chấm muối ớt không? Ừ. Ớt với muối, cái muối mà người ta cho kèm với gà đó. Cay cay nha. Dạ, cay cay. Ớt chá, ớt bị. Thôi tiếng muối tiếng gì ớt chá, ớt bị, là cái gì? Chá bị. Tôm bị. Tôm. Thôi cô ăn một con tôm nha. Kìa. Yeah. Sao lạ, mới lau mặt nó cho gọi nó chơi mặt nó luôn. Đi vô nãy giờ không thấy, thấy rồi phải đi vô liền. Chá ngon liền. Trồng gỏi cho nó thấm. Bữa nay băng không có hắt ớt vô. Tại bữa nay có nhà có mấy gì lên á, mấy gì ăn cay không được á. Nên băng không có trộn ớt. Cái này là nước mắm với đường thôi. Bữa nay là mình có sự chuẩn bị nè. Cái xoài mà bầm bầm kiểu này nó giòn hơn.
mấy lần trước mà mình lấy cái cây mà bào bào quá anh Quân, thấy vậy mà nó không có giòn, nó không có ngon. Tại vì tối quá thôi, chứ có thời gian là mình bầm ra vậy nó ngon hơn. Bén lắm đó nghe anh Quân. Trời, cái món này nó gì nữa. Chua chua không ngán, ăn hoài ăn không ngán á. Này có hủ ba khía trộn mà còn thả vô xoài này. Chứ gì chưa nói. Chứ gì chưa nói thiệt á. Món này thấy gì là cái món hết trước này nha. Chị hấp dẫn cái món xoài chua. Cái món này hấp dẫn là lý do là nhìn trái miếng đơn giản ha, làm đơn giản chống ngán. Cái mấy cái dĩa salad bên đây sắp ra là để xíu nữa mình ăn gà phải không? Em chuẩn bị em chặt gà luôn đó. Năm dĩa hả? Bốn dĩa hả? Bốn dĩa. Xuất sắc. Em chuẩn bị đồ long đao rồi đó. Cái thao của Băng là mới nặng nè. Giờ để em chặt gà. Nãy giờ con thấy mất mấy con tôm hút. Có, hả? Có mất tôm nào? Chứ trong đây là con ăn dụng lai gai rồi đó. Mà con chưa có ăn dụng tôm nha. Thấy gỏi xài út bẻ rồi con. Okay. Con làm im không đó, ok không? Ở đây là một dĩa này nãy mình chặt ra là nãy nửa con này cả nhà. Nhờ cái mớ xà lách của chị Ly nè, có hai màu nó đẹp nữa. Bữa nay nhờ kết hợp mấy món này á, thành ra là nó còn đỡ đỡ chứ. Hồi chiều gia đình mình chuẩn bị rồi, đâu đó 4 giờ đó Băng. 4 giờ mới bắt đầu. Chứ nấu cù lao cái nó đến chừng 10 giờ đêm mới ăn á. Chị Ly với mình cũng chưa từng ăn cái này, thành ra không biết chiên gì là chính chưa, ngay cả nhà gấp ra đại. Tại vì đâu có biết là nó làm sao đâu. Mà chị nghĩ cũng dễ chín tại cái nhân này, nhân tôm. Dạ. Há cảo tôm. Vậy em mượn mẹ lau đi, để này lên để mình sắp sắp bàn. Chặt nó dân quá trời. Ôi chặt ôi. Ra 4 dĩa. Hai bữa nay mình hai mâm thì mình chặt ra 4 dĩa trước. Vàng éo ha. Vàng éo ngon quá anh ơi. Nhìn thấy cái da nó thèm chứ. Mỗi năm thì mà cái menu mình thấy là khác nhau, nhưng mà hầu như mọi người cũng chuẩn bị tương đối chu đáo. Năm nay thấy màu sắc nó sặc sỡ đẹp quá trời vậy cả nhà. Nước chấm là đầy đủ hen. Để đây đi làm tiếp thôi. Này là bánh phồng tôm nhà tôi bán nè, ngon quá trời. Tôi quảng cáo đó cả nhà. Nói thẳng ra là tôi quảng cáo hả? Bây giờ thì hết mình che giấu hả? Mình sẽ cho một ít há cảo vô chung với lại bánh phồng tôm của nhà tôi đó. Ê, cái ông đó có quảng cáo há cảo không? Sủi cảo của tôi bán nè nghe. Sủi cảo há cảo vậy em kêu đại, nãy giờ chắc không bậy bạ không rồi. Há cảo là ngọt nó luôn đó. Là đó đó hen. Có người hoa phải không ta?
Cái này khi mà cho hai loại lên dĩa của nhà tôi với nhà ông thì mỗi người một dĩa là 10 phân dạng 10. Đúng rồi, ngon quá. Chị Liên chiên ngon quá. Anh em quảng cáo tiếng thèm. Đúng tay luôn rồi đó. Anh em quảng cáo quá trời. Không, cái món này đặc Putin sẽ thích. Vậy ha. Dạ. Em chưa thử. Trong đó là thịt với tôm. Thịt với tôm là thích, là ngon rồi đó, bén rồi đó. Chấm tương ớt ha anh Tí. Chấm tương ớt, sực sặc. Con rẩy. Có tương ớt TH luôn không? Chắc chưa có. Vậy ha. Nãy giờ dọn đồ ăn không mà không ai dọn ly hết trơn Út. Thấy buồn trong bụng liền hả? Ly là quan trọng mà. Dạ. Trời, bữa nay nhà mình có làm mấy món này. Cái món này là trâu hầm xả. Trâu hầm xả. Rồi tôm nướng. Rồi đây là gạo muối. Rồi, còn gì nữa ta? À, gỏi xoài tôm khô. Gỏi xoài tôm khô. Rồi tráng miệng thì có mặn nè. Với lại một ít thái cảo với lại bánh phồng tôm ăn chơi. Bao ăn được chưa con? Dạ, ok. Ok phải không? Giờ gia đình mình thì cũng làm được một cái bữa tiệc nho nhỏ, làm cái buổi tất niên của gia đình. Thì đầu tiên thì mình cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành trong suốt cái thời gian qua, cũng như là tin tưởng dùng những cái sản phẩm bên mình, đặc sản khô móng miền Tây và các loại rau củ sấy. Thì hôm nay thì gia đình tổ chức cái buổi tiệc này cũng mời cả nhà, cũng như là cảm ơn đến chị Mỹ Anh Lê, cô Hương và những người thân của mình đã tạo nên một cái bữa tiệc vui nhộn hôm nay. Thì gia đình mình xin mời cả nhà dùng chung luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà. Giờ mình vô cho nó xong xong đủ cái ha. 1, 2, 3, vô. Rồi, không mời cái gì đây. Vô. Hửi cái Út. Trời, hửi cái. 50 chân này. 50 cũng là do những ngày cận Tết thành ra là mỗi người một công việc thì mấy gì cũng sắp xếp lên, cũng có một số gì cũng chưa có lên tới kịp thì gia đình mình sẽ đón tiếp khách sau. Chấm bột tiêu quá con. Chấm chung một cái loại nước chấm đi cha, còn riêng trâu thì mình chấm cái gì đó, cơm mẻ. Muối tiêu luôn không? Dạ, muối tiêu. Cái gà là mình chấm cái muối tiêu đó cha. Cái muối đó nó đi theo cái sản phẩm gà ủ muối. Đây. Cái này lấy sức chút cũng được. Dạ. Đúng cái cổ rồi. Có cổ rồi không? Dạ cả nhà. Ừ, muối thơm ha. Quá. Êm không Út? Quá luôn. Mùi thơm nó đã, đỡ muối. Anh Khải bữa nay chịu khó vừa ăn vừa giữ cái bon nha. Vừa ăn thì giữ con trâu. Cái da nó giòn ha. Cái da nó cũng phải luộc chứ. Dạ. Gà ngon ha. Cái da giòn. Cái gà nó không phải gà luộc nhưng mấy gì gà ủ muối á. Dễ ốc mới ăn gà hồi đó chưa, giờ chưa ăn này ngon quá. Ngon quá. Cảm ơn mấy gì. Dạ mấy gì mấy gì là trợ gì đó. Ăn mấy gà gà vợ bữa nay mới biết ăn con gà này ngon quá. Chị Út không? Em biết ăn lúc đầu tiên lúc nào không? Lúc ngày 28 tháng 9 vừa rồi đó.
Sinh nhật hả? Lần sinh nhật em á. Lần đầu tiên ăn, lần thứ hai nè. Dạ. Chị mới ăn lần đầu. Cái món gạo muối hôm nay á là một người chị ở bên Mỹ á. À, chị order ở bên nước ở Việt Nam nhưng order cái sản phẩm gạo muối này về gửi tặng cho gia đình, thì trùng hợp là gia đình mình kết hợp để mà mình làm một cái buổi tiệc tất niên hôm nay luôn. Dạ. Cho chính thay mặt mấy vậy cảm ơn chị. Chị dạ. Tên gì nhiều không? Dạ Mỹ Anh Lê. Cảm ơn chị Mỹ Anh Lê. Dạ. 1 2 3 vô. Bạn đâu không có vô không cười kìa. Chưa. Cái rượu này nó nặng dữ không ba? Không nặng mà nó chua chua. Cái này là dạng giống như van để uống khai vị á. Khai vị trước khi ăn. Vậy mình... Khai vị không? Và chai sau là mình mới đẩy ha. Đẩy. Mà thường khai vị tao làm khoảng 2 ly thôi à. Còn khai tới đâu rồi? Gà này ăn cái da mình cảm giác nó rất là giòn. Rất là giòn luôn á. Cái ngon cái đặc biệt là cái chỗ cái da giòn á anh con. Em thấy vậy. Út khoái ăn cần cổ mà gặp cái gà này thì cái da cần cổ nó ngon nữa thì đúng bài à. Đấy đủ uống nè chạy. Bon đủ. Chị hai, một con chị hai. Cái da chạy như là nó làm dưa đó. Cô Tiên ăn gạo muối đi cô Tiên. Con chấm cái muối á Tiên, ngon lắm. Con chấm ít thôi, con ăn lạc. Đi giờ đã ăn hả? Mấy dì ăn nhiều nhiều đi nha, tại mình còn nữa. Cái con chăm thêm, miễn mấy dì ăn nhiều nhiều vô. Ăn gà xong giờ tới mình ăn cái này đi. Cái đó là rồi, cái này là cảm ơn bà bếp đúng không? Nấu cho mình đúng không? Dạ. Bà bếp ly. Ok, mời cả nhà nha. Miếng bò luộc xả, ớ trâu luộc xả. Mềm gì quá, ăn đảo quá. Nóng. Nóng vô mốc. Anh Tiến là hình như cũng đậu món tôm á. Mọi người ăn đi ha, chia nhau mà ăn để hơi nó cù lại ăn không ngon. Rồi cái này cái gì nữa? Thứ cảo. Thơm thơm. Mà cả nhà luôn nghe chứ không biết hỏi này chấm, gì sủ cảo hả? Ai làm? Anh TH làm. Anh TH làm, anh TH Chu Miêu làm. Mà cả nhà một miếng hủ cảo nha. Cái này gốc từ Trung Quốc không ta? Dạ bộ em cũng sủi cái này. Đây rồi, 2, 3, vô. Ê em, vừa ăn lắm. Khỏi chấm, vừa ăn lắm. Do mình chiên mình để nãy giờ á. Trong gì ba? Thấy gì cũng làm hương uống nhận hết. Cơm với cũng là gót. Còn thấy cũng làm nguyên miếng rồi không biết trong có gì. Nhân là nhân tôm thịt. Cái hát làm dữ ra. Còn tôm á là mình nướng mội, mình sẽ chúng cho chấm chung với lại muối luôn chứ mình hồi nãy mình không có ướp gì hết. Thì hát anh nói là không có đói. Đó, nãy giờ ăn này rồi tới này. Thì hát có xúc xích, có gạo luôn á. Ủa xúc xích có gạo luôn hả? Gạo ớt tươi 25. Rạch. Mình nướng mình ăn mình cảm nhận luôn nhúc. Quá ngon hơn. Nướng anh Khải từ đầu anh Khải không biết ha. Giới thiệu lại cho anh Khải biết là bánh hủ tôm này mình chừa lại đúng không? Đúng. Cái sủi cảo á là anh Tiến đem về. Ừ. Còn hả? Hả cảo là sủi cảo đó con. Còn gà với lại gân bò là chị Mỹ Anh Lê order cho mình. Ừ. Còn hôm nay tiền đi chợ là của cô Hương ở bên Pháp gửi cho mình. Tôm hả? Đây anh thấy ngon hẳn không? Ngon. Dạ. chưa. Rau này của còn cô tôm là các bạn bà nội cô Tin cho nữa. Rồi rượu thì bên nghe vận chuyển cho mình luôn. Cái nhà biết sao hôm nay là cái ngày mà mình cả đội cái team đi chúc Tết ship. Cho nên là 4 giờ mấy 5 giờ nó về tới nhà mình ngủ được khoảng nửa tiếng là mới qua bên đây. Cho nên là những cái này không biết làm sao luôn rồi hồi nãy mình ở mẹ mình nó giới thiệu lại mới biết được. Tức là chưa cập nhật lên hệ điều hành mới. chưa cập nhật hệ điều hành mới. Rượu này nhà vận chuyển Vin đây hả? Không, cái này là của bên vận chuyển quốc tế. À, vận chuyển quốc tế hả? Nãy giờ nhiều người quá vậy mình cảm ơn tất cả mọi người. Thôi vô. Cảm ơn tất cả mọi người đã làm nên buổi tiệc hôm nay, kể cả đầu bếp. Vô. 1 2 3 vô. Chắc được có chị không? Chị mua.
trước khi ăn mình uống mình nhấp một miếng vậy đó, chắc chắn nó kích thích cái vị giác của mình. Ngon mới hơn nữa, cái rất ngon nè. Ai mà phát da gà làm con gà ngon lắm nè. Dạ. Giòn. Cái này mình chấm cái muối nó mặn, không mặn lắm. Không mặn, không mặn, không mặn, không mặn, không mặn, không mặn. Giờ là mình quay buổi tối nó hạn chế hình ảnh chút xíu tại vì. Đi qua mẹ, con đi qua mẹ đi. Xuống đây cho đại xuống. Để ông Út ăn này nó mềm nè ông Út, để làm cho. Bên đó mấy gì có rau, thả rau mẹ vô. Mẹ thả rau vô nghe mẹ. Còn thấy cái vụ gạo muối. Còn thấy rau. Dạ. Nó chắc nó luộc mới chín tới hay gì đầu nó mới ướp muối thì sao á, mình không hiểu. Mình chưa biết cách làm. Muối lên tự là sống nha. Ăn nhiều đi mấy vị. Ăn đi. Lúc tới nó quay nữa. Nó chỉ làm, nó chỉ là quên. Để vô, con mời cái gì đi. Mời chín, vị tư. Út, vô, bạn vị tư, bác tư. Vô, bên đây luôn. Rồi vô. 1, 2, 3, vô. Dễ bữa nay số 1 dữ quá. Gỏi xoài tôm khô cũng dễ ăn hết, nó chua chua, nó dễ nhậu. Biết luôn á. Biết làm hết. Dễ làm, dễ nhậu, mà nó cũng gọi là cất tủ đồ này nọ cũng dễ nữa ha. Mua trái xài về bầm cái, không món nhậu. Mua găm nữa. Cái trâu là mình hầm nãy giờ chắc cũng mềm, mọi người ăn dễ. Sống nè. Hút thịt rồi vô ăn đi. Rồi, hút thịt rồi ăn đi không? Cha cái nước lẩu êm lắm á, cha húp cũng rượu êm lắm á. Cái này uống rượu mà húp nước lẩu này thì đúng bài rồi. Bài ngon thiệt. Nè, cũng ngon nữa coi. Dạ, dạ. Mà cái muối tiêu này nè. Muối tiêu người ta là muối tiêu không mình mới nặng chanh hả? Dạ. Cái độc quyền ha, cái muối này cũng đi kèm luôn. Đây gọi là nước chấm thành thánh cái muối lại đi kèm với vịt, với gà hả? Ừ. Muối vừa ăn lắm nha, chị em bóc. Ngọt ngọt ngọt, nó cái vị nó cũng êm lắm. Cái muối tiêu nè. Chấm cái nước chấm nó còn thấy êm không cô tiêu? Nó êm. Mà có một cái hơi mặn quá. Chấm liệu mà. Ừ, đúng rồi con. Chấm vừa vừa thôi. Cô Tiên đang cầm cái tay cũng thấy ghét. Bụng này mong quá ha, ngoan ha. Bụng. Em mời ha, em mời ba chị Tư luôn nè. Ở đây chị đi xe nè, từ nâu, từ thủy. Rồi, nghe. Rồi, em mời luôn. 27 nè hả? Rồi. Rồi, rồi, ba cái này hứng luôn. 1, 2, 3, vô. Rồi, mấy gì vô ha. Bộ này uống... ít thì được, nhiều say á. Cũng nhiều say á. Cũng nhiều say á. Thì cũng khó say lắm á. Vậy là nãy giờ mấy dì ăn gạo muối là thấy êm đúng không? Êm mà ngon. Ngon. Dạ. Mình thưởng thức từ từ, tại vì đây tới sáng còn lâu mà. Bữa nay lâu lâu mình ăn từ cuối năm. Gia đình mình uống say say một bữa cho nó vui. Cái món trâu hầm xả thì nãy giờ mình chấm là cơm mẻ ha. Mẻ không? Dạ. Trâu là phải chấm cơm mẻ nó mới đem ha. Nước nguy nó cũng được. Cái da nó mềm không Út? Da cũng ngon. Được đó. Tập trung món tới. Mời chú Phương nè, chị nè, Dúc, Tư, chị Tư, dạ em hai nè. Rồi mình hướng luôn nha, mình hướng luôn. 1, 2, 3, vô, đi này hết nha. Út là vậy không à. Đó.
Thấy Út uống mà con thèm ghê quá. Đây chi bát 13. 14. 14 luôn chưa cha? 14 rồi. 12 mà mình để năm mấy thành 13 14 ha. 25. Nói chung cái này thì uống nó hơi nặng, nó hơi nặng một tí nha cả nhà. Rút ra cho đi, chút tiếp cho. Ừ, cho dễ. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, còn mấy nước uống mẹ mày bỏ. Uống mày say không? Uống nếu uống say không? Say à. Say à, chưa uống cầm lên say à. Anh cũng anh cũng biết chút đỉnh nhưng không có ai uống như mình mà chi bát phải uống gà. Nó 50, nó hơi nặng. Mình dân rượu mình chơi cay à. Miễn sao rượu đó là 12 là 12. Không, nói chung cái chi bát thì cái giá nó cũng hơi cao cao một tí á. Chi bát 12 chắc cũng tầm bạc khoảng 1 triệu ngoài á. Để hồi sao, nói chung là bạc triệu á. Của băng đâu băng? Em hai đây nè. Em xin gì? Một chai 1 triệu ngoài hả? Trời ơi, chai 1 triệu ngoài viên ly này uống ngay cả 70-80 ngàn không ta? Uống vô bắt bẹo lên nhà uống thử trước cái này nó hơi gắt đó nha. Ừ giống à. Thử cái bắt 10 ngàn nữa. Ai có cày ly 100. Thơm cái mùi chi bát đúng chính xác. Tại vì anh cũng có được thưởng thức một tí rồi. Cái caramel là ly caramel. Ừ caramel. Caramel là phải nãy giờ caramel. Sẵn nha. Sẵn nha đổ vô luôn kia là sẵn anh nếm thử đi. Từ từ thôi nha, hơi gắt nha. Nặng à. Vô cái giờ bây giờ trước sau gì cũng muốn mà thử làm chi nữa. Giờ mình thôi giờ đợi mẹ lại cái đi. Dốc kìa. Giờ mẹ chăm bầu vô nữa ly không nổi rồi nha. À không nổi rồi uống nhiều à. Đi lắm. Rồi vô thưởng thức rượu mới cái mẹ ơi. Rồi thôi đi rượu mới xong. Mình chấm nhấp thử thưởng thức rượu nha. Thôi giờ vô cái mừng cái chai rượu mới. Chi bát 13 rưỡi. 14 rồi, 14 rồi. Đã 14 rồi. Thôi, mời cả nhà. 1 2 3 vô. Từ từ nha, cô bác từ từ nha. Hơi nặng tí á nha. Nặng mẹ. Cũng dữ à, mẹ nó cũng dữ đó. Sao không? Uống chưa? Không bằng ngũ gốc mình đâu. Tăng môi. Ừ. Hơn à. Đây con mày ok. Tăng môi hơn ngũ gốc. Thử coi. Tăng môi luôn. Bình thường. Bình thường không bằng ngũ gốc. Thật sự. Cứng hết chứ. Mà ra mẹ nói là bình thường là cũng cái ngũ gốc muốn chút mẹ nặng hơn. Tại nói chung là em uống mạnh thì nó gì. Hai cái kéo mà làm cái hết luôn ơi. Ý, thử coi. Uống đi uống nào, cái này mình uống nhâm nhi cho nó ngon. Uống nhâm nhi cho mấy ngon không ơi, uống hết. Mình uống hết. Không biết sao chứ em uống có nhiêu đây em cảm giác anh nóng cái bụng nè. Không, nóng cái bụng rồi nè. Chứ nãy uống cái kia không có nóng được chạy. Nóng rồi đó. Cái kia giống như là làm cái demo để mà chạy cái này vậy đó. Ăn miếng mồi luôn ơi. Mạnh, rượu mạnh mà. Phải giấc Nguyễn Lậu. Ở đây là chắc là cha là người thưởng thức rượu nhiều năm nhất. Thì cha thấy cái rượu này uống say không cha? Nghe uống nhiều quá say, con này không cần nhiều. Không cần nhiều cũng say nữa hả? Thôi giờ con qua mời cái gì? Mời cái nhà mình luôn nha. Bữa nay nhà con có tổ chức tất niên, giờ con mời cái gì với lại bạn bên kia luôn nha. Mình vô cái nha. Chào 1 2 3 vô. Chị bác ngủ ly ly. Cứng không? Chạy gần gần anh không? Dạ. Yeah. Không chạy gần gần thì nó ngang. Chạy gần gần á. Vậy tính ra đây ai cũng yếu yếu không trời. Uống đỡ hơn đúng không? Nó ngon hơn. Còn thấy ngon. Gì hả? Nếu mà có rượu này uống vài chắc bao giờ mới vậy mà nghe. Uống mau lên đô. Dạ. Rồi giờ về đi ha. Gia đình mình cũng xin cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành suốt thời gian qua cùng với gia đình một tấm quê hương, thì cũng như là toàn thể mấy dì ở đây cũng như gia đình của con đã hỗ trợ cho hai đứa con để mà có những cái video trên kênh để bà con mình xem cho nó vui. Cái mùa Tết này mình còn dài video nữa nha bà con. Mình làm cái không khí Tết của gia đình xong rồi cũng không quên chúc cả nhà mình có một cái năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, đặc biệt là tràn đầy sức khỏe. Rồi gia đình mình xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bye bye. Happy New Year. Chịu à. Ủa, ngoại nói chuyện tiếng Anh không? Không, chồng cô giáo tiếng Anh. Ghê không?